Rồi, xin chào các bác nha. Tôi đang ngồi trong một con Volkswagen Tiguan Luxury S 2021, phiên bản vừa được ra mắt cách đây không lâu. Đây là phiên bản cao nhất luôn nha các bác. Cái nội thất con này thì rất đẹp ha. Đây là một con xe mà nó có định giá gần 1 tỷ 899 triệu, tương đối cao. Một cái xe Đức nhập khẩu từ Mexico. Thì cái chất xe con này nó nằm ở cái những cái nền tảng, đó là ở khung gầm. Cái động cơ con này xài chung khung gầm với Audi Q5 này. Động cơ con này là động cơ 2.0 tăng áp TSI. Động cơ nó chỉ có 180 mã lực thôi. Tuy nhiên là cái mô men xoắn của nó thì đạt tới 320 Nm, và nó lại đạt cực đại khá sớm, ở tầm 1.500 cho đến là 3.900 mấy chục đấy, tôi không nhớ chính xác lắm. Đại loại là nó nằm trong cái giải tour đấy. Kèm theo nữa là con này nó sử dụng là cái hộp số ly hợp kép 7 cấp này các bác. Thì đấy, một cái khung gầm ngon, một cái động cơ có cái gia tốc lên rất nhanh, kèm theo một cái hộp số có thể chuyển số nhanh. Đó là những cái thứ gọi là cốt lõi của con xe này. Những cái đấy thì các bác nên đến trải nghiệm thực tế ha. Con xe này được đánh giá về khả năng vận hành là khá tốt. Với một cái xác xe nặng tấn 8 hả? Đúng. Là 1 tấn 8, nhưng mà tiêu hao nhiên liệu theo nhà máy công bố là nó tầm 9.3 lít khi mà chạy trong phố. Như vậy là khá tiết kiệm đấy các bác ha. Kèm theo nữa con này có một số cái rất là hay. Đó là đây các bác sẽ thấy cái chữ DIN Audio. Tức là con xe này được trang bị cái hệ thống âm thanh DIN Audio, nó có tới 10 cái loa. Đây gọi là âm thanh cao cấp đấy. Thì các bác cũng nên đến để trải nghiệm. Tại vì trong video này tôi không thể demo cho các bác được, nó sẽ dính bản quyền. Chỉ có phiên bản 2021 thì mới có cái dàn âm thanh DIN Audio này thôi. Còn phiên bản 2020 trở về trước sẽ không có DIN Audio. Bản này cũng có luôn cái HUD này. Nó có sẵn theo xe nhé. Đấy, thì cái chất xe con này là nó nằm ở cái khả năng vận hành. Các bác thích một con xe Đức, một con xe mà gọi là 5+2, một con xe 7 chỗ mà tầm loanh quanh 2 tỷ thì các bác có thể tìm đến con Volkswagen Tiguan Luxury S 2021 này. Nó có nhiều phiên bản thấp hơn nữa, mà đây là phiên bản cao nhất nhé. Đây là một cái màn hình 12.3 inch, màn hình kỹ thuật số rất đẹp, rất nét ha. Đây là một cái màn hình nguyên zin luôn nè, cảm ứng nha các bác, nó phản hồi độ nhạy khá tốt. Này các bác có thể điều chỉnh được cái hệ thống âm thanh trên này. Về âm thanh thì tôi không có rành, các bác nên đến Volkswagen Sài Gòn để được các bạn tư vấn hàng hỗ trợ. Các bác cứ liên hệ theo cái số trên tiêu đề nha. Trên cái màn hình này các bác điều khiển được rất là nhiều thứ. Các bác cũng có thể kết nối được cái Apple CarPlay và Android Auto ha. Đây nè, có Android Auto, Apple CarPlay. Các bác muốn nghe đĩa thì có thể bỏ đĩa CD nha, CD thôi chứ DVD là không được. Và con này nó sử dụng là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đây là dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh. Nó có tên là 4Motion. Tức là nó có thể biến thiên theo điều kiện mặt đường. Tức là đường xấu hay đường như thế nào, đấy là xe nó tự động nó tính toán, nó phân bổ hết nha các bác. Và con xe này có tới tổng cộng là cả tới 7 chế độ lái. Đường trường á, nó có tới 4 chế độ lái. Và ngoài ra nó còn 3 chế độ lái khác nữa. Có cả chế độ off-road, chế độ custom. Các bác tự điều chỉnh các thông số bên trong khi mà đi off-road luôn. Đó là những cái hay trên con xe này. Đèn ambient light được các thứ này. Có đèn ambient light có bao nhiêu màu ta? 10 hả? 10 màu. 10 màu ambient light. Đèn có sẵn nha các bác. Điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Một số chức năng khác, ví dụ như con này là nó có cái tính năng là hỗ trợ lùi xe vô gốc và hỗ trợ lùi xe song song. Tại vì nó có tới 12 cảm biến, 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau. Rồi ở đây có auto hold, phanh tay điện tử, những thứ cơ bản. Đấy, chế độ S, rất nhiều chế độ lái ha. Về vận hành thì các bác nên đến để trải nghiệm. Và một cái nữa là cái con này á, nó chất liệu nhựa thì nó rất là cao cấp ha, các bác nên đến sờ. Đây là nhựa mềm, trên này nhựa mềm nè các bác. Mà nhựa mềm này nó khác so với những cái nhựa mềm những cái xe thông thường các bác sờ lắm. Các bác sờ mới thấy được, cái này không biết mô tả như thế nào mà sờ làm và mình cảm nhận là mình thấy nó cao cấp rồi đấy. Chất liệu cao su, cao cấp, giống như cao su dẻo. Bên này thì nó làm những cái viền kim loại này. Những cái viền này nè, ở đây nó có đèn hết nha. Ban đêm thì nó sẽ sáng đèn lên như rất là ấm cúng. Những cái tay nắm cửa nó vác nhìn rất là đơn giản nhưng mà thanh lịch ha. Những cái này mình rất là hợp ý với mình. Cá nhân mình thích những cái thiết kế nhìn nó đơn giản nhưng mà tinh tế như thế này. Nhựa nhìn sờ rất là đã.
một cái hay nè, các bác thấy là cái gương này nó giờ luôn cái trụ A thì đây có một cái lỗ cho các bác nhìn, tức là giảm điểm mù, cái này nó an toàn hơn khi các bác lái xe. Đây là một cái xe gầm cao, gầm nó cao 201mm thì nó sẽ giúp cho các bác có tầm nhìn cao hơn, thoáng hơn. Vô lăng này sờ rất là thích tay, các phím chức năng cơ bản, ga tự động. Các bác có thể nâng cấp lên là Adaptive Cruise Control tại đại lý ha, gói nâng cấp chính hãng. Đấy, đó là những thứ hay ho trong cái màn hình này. Còn các bác muốn biết chi tiết hơn thì các bác nên đến đại lý để trải nghiệm, tại vì nó có rất nhiều thứ tôi không thể nào mô tả chi tiết, các bác xem sẽ nhàm chán hơn. Rồi về hệ thống an toàn các bác không cần phải lo đâu. Con này thì nó là nhập khẩu từ Mexico với một cái tầm giá gần 2 tỷ thì nó tất cả tật mọi thứ. Thậm chí là xe này có thể tự động phanh nếu mà có cái vật cản phía trước khi các bác chạy ở tốc độ dưới 10 km/h, lùi cũng vậy, tiến và lùi dưới 10 km/h nếu các bác không chủ động phanh nó sẽ tự động phanh cho các bác nhé. Rồi tôi sẽ lượn bên ngoài một vòng nữa cho các bác xem. Ở đây ghế lái này nhớ 3 vị trí nha, toàn bộ hai cái ghế phía trước là chỉnh điện hết, bọc da thì không cần phải. Cái hay là cái ghế này nè, anh điều chỉnh giúp em. Cái tựa đầu nè, các bác có thể nó điều chỉnh được 4 hướng nha, lên xuống và tới lui luôn. Đó là một cái hay nha, không nhiều xe có thể nâng được cái tựa đầu tới lui đâu. Mâm zin là 19 in, lốp là 235, bề ngang 235, lốp Hankook. Cái lốp này có chức năng tự vá nè, và nó có luôn bánh sơ cua phía sau nha. Lốp tự vá, có cảm biến áp suất lốp. Lốp là chống trộm nè, chống tháo bánh nè, phanh đĩa hết. Dài 4,7m, 3 hàng ghế. Đèn đóm led cả nha. Đèn này có thể điều chỉnh được 4 hướng nha, có thể lên xuống, có thể liếc theo góc lái, đèn tự động hết đó. Con này có cam 360 nha các bác. Đây là một cái cản gọi là cản off-road này, nó sẽ giúp tăng cái góc thoát của cái xe, giúp cái xe đi địa hình nó tốt hơn. Anh mở giùm em xem cái khoang động cơ đi. Đây là khoang động cơ của con xe này. Dạ được chị. Đây là động cơ TSI 2.0 tăng áp này, 180 mã lực, 320 Nm. Động cơ đặt trước ha, 4 máy thẳng hàng nằm ngang, dẫn động 2 cầu, 4 bánh toàn thời gian. Xe được bảo hành là 3 năm hoặc là 100.000 km. Rồi, anh đóng giúp em. Xe này không có cửa sổ trời nha các bác. Xe có 10 loa cho nên là rất là nhiều loa. Ngồi trong xe này thưởng thức âm thanh chắc là ngon đấy. Ghế này thì các bác có thể tiến lùi được, có thể ngã lùi được, cũng có thể gập tới đằng trước được luôn, rất là nhiều hướng. Đây có một cái chỗ các bác điều chỉnh được hệ thống điều hòa. Con này là điều hòa 3 vùng độc lập ha. Sau này có một hàng ghế nữa nhưng mà gập lại. Đây là xe 5+2 nha các bác. Đèn led hết. Cốp điện chống kẹt, xe có đá cốp nha. Sau khi các bác gập cái hàng cuối lại thì cái cốp rất rộng. Đi 4-5 người thì cái chỗ này để hành lý vô tư ha. Bánh sơ cua nằm phía dưới này. Đây bánh sơ cua dưới này các bác. Cái rèm che hành lý nè. Đá cốp giúp em cái. Gạt mưa sấy kính có hết. Tiêu hao nhiên liệu 9.3 lít nè các bác. T1 đi qua nó có mấy phiên bản lần, đây là phiên bản cao nhất nha. 4Motion là ký hiệu của hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian trên con xe này.
mấy cái cảm biến là phía sau nó tới 6 cảm biến nha, 4 cảm biến phía sau và 2 cảm biến gốc nữa là 6 cái, trước sau đều vậy. Đây là ống bô kép nha, nhưng mà bô giả thì bô nó sẽ cắm xuống dưới đất. Xe thì có nhiều màu lắm, màu đen này chỉ là một trong các màu thôi. Tôi sẽ tóm tắt lại nha. Đây là phiên bản 2021 của con Volkswagen Tiguan Luxury S phiên bản cao nhất, với mức giá niêm yết là 1.899.000.000. Bây giờ các bác sẽ được khuyến mãi một số thứ kèm theo một cái dán phim cao cấp. Chi tiết thì các bác cứ alo theo cái số trên tiêu đề, hoặc là các bác muốn lấy thử thì cũng alo theo cái số đấy. Xe thì có hỗ trợ trả góp hết. Tôi sẽ chấm dứt video tại đây nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi.